cả nhà. Đây đi hôm nay đi chặt cây bơ cả nhà ơi, rồi đi hái sầu cả nhà ơi. Đi ra cái chỗ đó kìa. Xích ra bơ. Đi xích ra bơ. Đi xích vô. Xích vô, cha đang chặt cái cây. Em bơ đi. Em bơ giống em quá hả? Chị Hai đây, chị Hai hello cả nhà, chị Hai. Hello. Nè. Hết đu đủ. Nè em ăn đại dép màu xanh của bà này, dép sầu riêng nè. Dép gai sầu riêng. Em ơi. Đó, gai sầu riêng nè. Gai sầu riêng nè. Còn mấy em dép này chịu không? Mẹ em ăn dép sầu riêng cho. Ok. À, hôm nay ba chị em Mim Bapper được mẹ mới hớt tóc hết cả nhà ơi. Tóc ngắn hết rồi. Tóc ngắn mắt bồ câu sáng ngời. Mẹ còn nguyên nhất. Ừ, hello cả nhà. Hello cả nhà. Giỏi quá. Thôi trời à. Nè, chỗ này dùm cái nha. Chào các bạn, hôm nay mình đi hái chợ. À, chúc theo chân cha đi hái xoài nha. Ừ, xích ra đây để cha đem chặt cái cây đó. Cái cây này à, bà ngoại. Bà chợ. Bà chợ, ừ. Bà ngoại đi ra vô bị dướng cái đầu. Ông ngoại ra. Ông ngoại lên rẫy rồi, cho nên là hôm nay chặt cái cây này đó rồi. Chặt cũng muộn quá à. Mấy năm trước cũng có trái mà năm nay hất mùa không có trái, chặt luôn. Ủa sao mẹ không đợi mùng 5 tháng 5 mẹ chặt mẹ? Không mùng 5 gì trái. Dạ đâu mùng 5 tháng 5 vườn hay chặt cây đó là cây đứng có trái mà hầm he hầm không già là hầm rẻ 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 thằng đâu đây? Thằng đâu nay còn biểu tôi cái nhiều vậy. Thằng đâu nay già đâu ấm yếu à cả nhà ơi. À, có để em bé không? Canh nay ra bông chụp để em bé gì? Con đực mà để rồi xong đã hạ một nhánh cây xuống rồi. Trời ơi cái nhánh bự ghê luôn. Như cái nhánh mà nó bự như một cái gốc cây luôn á mẹ. Nó nhánh bự lắm cả nhà đó. Nó to. Khiên đi dục. Thiệt là to. Nó còn cái góc bên đây. Khiên đi dục. Khiên đi đâu? Xích là bắp. Xích ra bắp ơi. Mẹ con gió bộ. À đợi xíu thì đang nấu cơm con ơi. Dạ, anh bắt à, tưởng đâu đè cây gì mà đâu có nhánh cây bơ. Cá mưa. Mẹ mẹ cá mưa. Ba là cá mưa gì ạ? Ba là mẹ cá mưa. Mẹ cá mưa. Ba mẹ cá mưa gì ạ? Gì? Dạ bà. Nó chặt cây nó dính vô hè mà kêu mặc áo nè. Mặc áo quay clip cho nó lịch sự. Trời vậy ngon lành nè. Đây là cây mận của nhà mình cả nhà. Mà nó trái lắm, nó bị sâu. Đó, còn bên đây là cây xoài nè cả nhà. Nay có trái nè mà trái cũng ít lắm cả nhà. Đó, đây mình nhìn được mấy trái nè. Đó, bây giờ mình sẽ hái vài trái vô chấm nước mắm đường nha cả nhà. Đó, cái gốc xoài này cũng rất là to luôn. Đây mình ra quay gốc xoài cho cả nhà. Hát sợ mọi gì vậy? Ừ, trời ơi, cái gốc xoài này to quá cả nhà. Hát sợ gì vậy?
á. Xoài nhà mình đây to lắm cả nhà ơi. Ừ. Đây là cây xoài. Nó nhìn lên không thấy trái hả cả nhà. Nay khóc mùa rồi cả nhà ơi. Mẹ đi chết mới đi. Mẹ cái mít nè, cái mít nè. Cái mít kìa. Cái mít kia. Đó, em mời với em bắt chị cái mít. Cha đi ra đâu? Đi có mít kìa. À, cái mít đó. Đi á nữa bà kìa. Cha đâu? Cha đâu? Bà hái xoài, giờ bà sẽ trổ tài hái xoài. Cha đâu nè? Ở nay khắc mùa cả nhà ơi, năm rồi có nhiều trái nha, quay clip hái xoài cho cả nhà xem đó. Hôm nay thì ít quá, có vài trái thôi, nhìn lên mà không nhìn kỹ là không thấy trái luôn cả nhà. Đó, bà tỏ mắt bà thấy, chắc cha đi vô tắm rồi đó. Được trái xoài nha cả nhà mình ơi. Già chưa mẹ? Chưa già đâu. Vậy thấy ít hả mẹ? Thôi thống chừa cho anh già. Thấy thấy mấy trái ăn sống thôi. Còn mốt để già ăn. Bố bà thấy già trái được. Đây, hai trái ăn sống thấy bà luôn nè. Già dơ còn thấy. Đây. Đây cả nhà. Hai trái xoài. Ấy đưa được chị. Nè bơ cầm ha. Rồi, đó. Hai trái không đủ ba đứa cầm. Ba rồi. Đưa được chị. Cho em cầm phụ đi. Chị Hai nè cả nhà. Chị Hai mới hất tóc đẹp xinh nè. Ấy đưa được. Chị ấy đưa được chị. Chưa chưa chưa. Ồ. Mít á. Mít kìa. Ừ. Cái mít đó. Quá trời mít luôn kìa mẹ. Ừ. Nóng quá chứ nước. Ba mít luôn kìa mẹ. Ba cái mít kìa. Ừ, còn bên kia nữa. Ở trên nữa kìa con. Alo. Alo. Rồi kia cho mít. Mã mã cho mít gì vậy? Ừ, cái mít. Ồ, sao năm quả quá. Năm quả luôn. Giỡn quá. Chị Hai điếm giỡn quá. Còn bên kia nữa. Nhiều lắm mà sao thấy trái mít ta. Khô hết rồi. Rụng. Mấy kia nữa. Rồi rồi. Sáu cái luôn. À, sáu cái luôn. Giỏi quá chị Hai điếm vỗ đi. Còn trên nữa Min ơi. Trên còn đó. Mấy trái ở trên nữa. Cũng có. Đâu? Ở trên nè, ở trên đó. Ở trên đó một trái nè. Ở trên kia một trái cao cao nữa nè. 8. Cũng có. 8 cái. 8 cái. 3 4 5 6 7 8. Không biết còn lấy đu đủ đâu. Con biết hái đu đủ đâu hả? Đâu, hai trái đâu trái rồi. Ở cái đâu vậy? Cha cầm à. Cầm gì nữa? Con cầm một trái, con cầm một trái. Chậm ăn đi mẹ, không có ăn. Hai trái được rồi. Bà không ăn sợ sống. Con muốn ăn xài. Ừ, để vô gọt ăn ha. Lớn gấp 2, gấp 3 lần nữa. Rồi. Để đi vô. Đi vô. Bác có cầm gì vậy? Không, hai trái. Vườn nghe cô quá. Nay trời nắng quá mà. Đây cây chanh nha cả nhà. Cây chanh này lá chanh mình hái mình làm nước chấm rồi nè. Rất là ngon cả nhà. Đâu có thấy trái nào đâu. Bông đó chùm chùm nhỏ nhỏ đâu có thấy. Đây nè, cái nhánh đây. Nè, nó nhiều trái nhiều bông á, mình không thấy rõ ở nhà. Đây trái đây, đang là trái siêu siêu. Trời ơi, đi dắp cục đá. Thôi chuyên gia đi là dắp té. Phải có sao không? Sao không? Trời, đi dắp đá trầy chân không? Sợ. Sợ hả? Này cái bông cái bơ nó rụng thôi chứ gì đâu sợ. Ai coi chân chân nó coi có chảy máu kìa. Ừ, coi chân chảy máu không? Sao tự nhiên cục đá nằm giữa đường. Chắc nãy lôi cây á. Nó chân. Bước ngàn nó té nữa bây giờ. Ừ. Rồi thôi, đã hái xoài xong rồi cả nhà ơi.
hái sồi với chặt cây xong rồi. Mẹ chưa chảy máu. À. Giờ chào cả nhà mình nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye nè, bắp bye bye nè. Bye bye. Bye bye cả nhà nha. Bắp nếp nha. Dễ thương quá. Bye bye. Bye bye. Ôi, con cuốn rồi đó nè. Cuốn nè. Rồi giờ mình vô mình sắc xoài chấm mắm đường nha cả nhà mình ơi. Bye bye. Bye bye. Đây là hạt quả sau khi mà hái xoài nè cả nhà. Mình đã sắc được một dĩa này chừng nửa trái cả nhà. Nó sắc vô đây đủ ăn nè. Đó mình chấm nước mắm đường nha cả nhà. Dạ, sắc nửa trái. Rồi đây mời cả nhà nha.